Sáng 9 tháng 11, Công an thành phố Kyong Tum, tỉnh Kyong Tum đang làm rõ vụ tài xế xe tải lái xe tông thẳng xe chuyên dụng của tổ cảnh sát giao thông thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Kyong Tum. Chiếc xe của cảnh sát giao thông bị tông bay qua rãnh nước. Trước đó khoảng 20 giờ tối 8 tháng 11, xe tải mang kiểm soát 43C15996 do tài xế Phạm Trường Vui 1986, trú Đà Nẵng, điều khiển lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Gia Lai đi Đà Nẵng. Khi đến địa bàn xã Hòa Bình, thành phố Kyong Tum, tỉnh Kyong Tum thì bất ngờ đâm thẳng vào xe chuyên dụng mang kiểm soát 82A295 của lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Kyong Tum đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đoạn đường Hồ Chí Minh. Tài xế Phạm Tường Vui khuynh tròn, say xỉn trước khi tông vào xe cảnh sát giao thông. Cú tông mạnh khiến chiếc xe của cảnh sát giao thông bị bay qua rãnh nước, hư hỏng phần đuôi. Chiếc xe tải bị nát hết phần đầu. Rất may vụ tai nạn không làm ai bị thương. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế Vui có biểu hiện say xỉn, nói năng lung tung. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế Vui là 996 mg lít khí thở, vượt gần gấp 3 lần mức xử phạt tối đa 4 mg lít khí thở.